Em tên là Phạm Thị Kiều Trang. Em là một trong những học sinh Việt Nam đầu tiên ở trường SHRM này. Và em đang học ở chương trình degree và năm cuối cùng của SHRM. Và the degree là từ trường đại học Wolverhampton của Anh. Khi mà em ở đây thì em học được rất nhiều. Từ 2 năm đầu học cao đẳng thì em được học được rất nhiều. Năm thứ nhất thì em được chạm tay vào trong bếp em và ở trong nhà hàng thì em có kinh nghiệm được là phục vụ ở trong bếp thì nó ra sao, rồi trong nhà hàng thì cái sequence của nó như thế nào. Và năm thứ hai thì em học được nhiều về phần management hơn, management theories, nên em thấy là trường có tổ chức những cái cuộc cuộc tham quan đến các khách sạn lớn như là Marriott, Conrad or Nomi Hotel. Tất cả đều là những cái hotel rất là nổi tiếng ở đây, và em và các bạn thì em được đi thực tế và quan sát được nhiều hơn ở bên ngoài. Ngoài những cái gì đã học ở trên sách vở ra thì nhà trường tạo cơ hội cho chúng em đi thực tế để tìm hiểu thế giới bên ngoài nó thực sự như thế nào, tổ chức như thế nào. Em đang học ở chương trình degree là năm cuối cùng của trường ở đây, và em cảm thấy là chương trình này rất khó và hơi challenging for một vài bạn. Nếu mà bạn nào muốn học chương trình degree, tiếp tục chương trình degree sau khi học diploma thì mình khuyên là các bạn nên chuẩn bị rất là nhiều, bởi vì các bạn phải tự lập. Mặc dù là các giáo sư từ bên nước Anh có qua đây và chỉ dạy cho các bạn là các bạn phải làm những gì, các bạn làm như thế nào, nhưng các bạn những cái thông tin đó các bạn phải tự đi tìm. Các bạn không thể hỏi các giáo sư ở đây hoặc là ở bên UK là chương trình này em phải tìm ở đâu. Nên rất là nhiều thứ bạn phải biết tự lập và phải có trách nhiệm với bản thân mình. Các giáo viên ở trường SHM rất là thân thiện. Nhiều lúc họ bước ra khỏi cái trách nhiệm của họ ở trong trường và họ trở nên giống như là bạn của học sinh. Mỗi lần đi ngang qua hay là mỗi lần gặp nhau trên đường thì đều rất rất là thân thiện như là bạn bè. Đó là điều mà mình rất là thích ở trường SHM này. Cuộc sống ở đây rất khác với Việt Nam. Khi lần đầu tiên em bước vào đây thì em cảm thấy tất cả đều mới, nên có vẻ hơi một chút lo sợ, nhưng sau 1 tháng 2 tháng thì em có thể adapt được với môi trường và em cảm thấy cuộc sống ở đây rất rất là dễ chịu. Theo em biết thì trong chương trình của trường thì sau khi các bạn tốt nghiệp, các bạn sẽ được bố trí đi phỏng vấn từ trường, tại vì trường có rất nhiều connection with những cái khách sạn lớn. Đương nhiên là bạn phải chứng minh rằng cái thực lực của bạn là xứng đáng với những gì mà trường bố trí cho các bạn. Và theo mình thấy thì những học sinh từ các khóa đầu tiên bây giờ họ đang ở trong Marina Bay Sands, họ đang ở trong những cái khách sạn rất là nổi tiếng ở Singapore, nên mình cảm thấy rất là yên tâm khi mình học ở đây. Và sau khi mình tốt nghiệp, mình tự tin, mình có thể nói là mình tự tin mình sẽ kiếm được việc làm ở đây, ở một trong những khách sạn lớn đó. Mình rất thích việc là một học sinh của SHM. Mình rất tự hào khi mình nói là mình đã chọn trường này, bởi vì ngoài những cái lý thuyết mình đã học trong trong sách vở, mình được có tiếp cận cái thực tế bên ngoài, và mình học là thực hành song song với lại lý thuyết, không phải là như là lý thuyết suông như nhiều trường đại học ở bên Việt Nam. Thì trường không chỉ là một nơi để học tập mà còn có những cái sinh hoạt cộng đồng rất là thân thiện để làm quen với lại học sinh mới, học sinh cũ, và những học sinh cũ sẽ truyền đạt những kinh nghiệm và truyền đạt những kinh nghiệm cho học sinh mới. Come and join our SHM family.
Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.